Hello, xin chào tất cả mọi người. Ai có nhu cầu cạp chó săn con này thì cứ ới cho em nhé. Chẳng biết là có rất là nhiều anh em bạn bè đang có nhu cầu để hỏi về dòng chó con, nhưng mà hiện tại là đang có hai con này rất là đẹp, lưới đốn này đẹp mà nhanh nhẹ, mà anh em lại tìm được con này lại muốn con bé hơn. Đấy, có con to vừa ý lại muốn con bé hơn, thì nó bé hơn lại chê là nhỏ quá. Đấy, như hai con này thì theo em thì thấy anh em mua được đang đến cái tội mà tật săn chuột, săn cầy cáo này, cho đi chơi ở rừng là nó không biết sủa, đuổi chuột đuổi viết đâu. Ui ui su 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 đấy đẹp. Đấy, vừa rồi em có coi đi một chút để anh em theo dõi thì các bác nhìn không được rõ lắm. Giờ là em sẽ quay sáng hơn để anh em theo dõi những video tiếp theo. Đấy. Ai có nhu cầu thì cứ ới cho em nhé. Để em báo lại. Hai con đều là hai con đực mà đầu thủ này, đầu màn này. Lông lá là cũng khỏi phải chê luôn. Ngày nào mình vào đây chơi thì cũng đi theo con chó của mình luôn, nghịch kinh khủng. Đó. Có vàng con đen. À, con đen là con cái. À, con đen cũng con đực, hai con đực hết. Không nọ mình quay như kiểu con đực con cái, nhưng mà cả hai con là con đực hết nhá. Đấy, anh em ai nhu cầu thì cứ báo sớm. Sụp nghịch kinh khủng. Bây giờ tật đi vào rừng thì đi tốt rồi, hai con này thì nghịch lắm, thấy con to là nó thích cực kỳ luôn. Không biết cứ cuốn vào xích. Còn bình thường về con chó của mình đây thì giờ nó cũng quen chủ một chút rồi. Có khi tần cái cỡ, nếu mà ngày mai mà trời nó không mưa là mình sẽ cho em này vào để test lợn sổng cho anh em theo dõi nhé. Bởi vì mình ở đây cũng không có, nhưng mà không biết là nó có thể chơi một chút không. Mình chỉ gọi là mang đi chơi thôi, tật thôi. Bởi vì ở trước ở với chủ thì người ta không săn bao giờ. Người ta không săn bao giờ nhé anh em nhé. Đồng mặt thì nó cũng gọi là ok. Còn ở gần nhà thì bây giờ cũng không dám thả. Bây giờ từ đây vào trong nhà thì chỉ còn đủ xem là nó rơi vào tầm gần chục cây thôi. Không nọ bị cắn đứt dây một phát là nó cũng trốn về nhà. Bây giờ cũng quen mình rồi, nhưng mà vào đi xa mình dám thả ở nhà có khi phải xích lâu. Con chó này là nó nhìn này đâu, nó cũng rất là khó luôn. Tối nó mới được có vài tối là nó không kêu đâu. Vừa rồi kêu quá nhiều. Đấy, nhìn đầu mạt nó thì khỏi phải chê anh em ạ. Như hai con bé này là anh em ai có nhu cầu thì cứ báo sớm cho em nha. Báo sớm cho em. Em nói đảm bảo anh em mang về hai con này mà anh em siêu tần từ cái cỡ tần này là nó sẽ sang rất là tốt luôn. Bởi vì cái rồng nó sang tốt lắm. Mẹ nó cũng sang tốt luôn. Mẹ thì vừa rồi có khách bắt nốt vào mẹ rồi. Còn hai con này là anh em ai nhu cầu rồi thì báo cho em sớm để em gửi lại cho anh em. Nếu em xét được cái lịch mà thời gian em xét được lịch tốt đấy thì em sẽ báo, em sẽ đi vào khu bản mà Giá Lào để quay thêm vài con chó sang để cho anh em. Thời tiết ở đây thì đang vào cái mùa này đang mưa, đang xả lở đất rất là nhiều. Nếu mà hết vụ này là em có khi là em sẽ vào trong bản để đi tuyển cho anh em nhé.
Em cũng có quay khá là nhiều chó rồi. Như là anh em, đấy là do anh em chọn, anh em thích thì em quay này, anh em kết con nào thì bắt con đó thôi. Còn em cũng không dám đảm bảo cho anh em là những cái con nào là phải chắc chắn. Còn chắc chắn là cái dòng chó mà em đã nuôi ở nhà hoặc là em đã được test trực tiếp là em dám mà đảm bảo cho anh em. Còn những con thường thì anh em tự thích để anh em mua thôi. Còn về sau là anh em mua về nó được như ý hay là không thì anh em, đấy là anh em tự chọn. Đó. Còn nhiều con là em bảo không ăn thua thì anh em cũng rất quyết định là bắt con đó thì đấy là việc của anh em. Còn những con mà em đã nói với anh em là em test thực tế luôn rồi thì con đó là em cũng sẽ có những cái trách nhiệm để cho anh em. Còn hai con bé này là cũng khá là đẹp anh em ạ. Con bé là chui về lại trốn về nhà rồi. Ừ. Con màu vàng con đen bốn mắt nha anh em nha. Đó. Đem bốn mắt. Mọi lần thì em không dám quay ký bởi vì em đang xích như này, em quay ký vào một cái xích như này thì em cũng bị báo vi phạm vài lần rồi, anh em thông cảm nhé. Có gì ấy thông cảm cho em. Em phải quay lén lén cái xích một chút. Em mất rất là nhiều thời gian quay nhưng mà khi đó là em có cái xích này là em lại bị vi phạm nên là anh em có gì thông cảm cho em một chút. Chỉ lén lén qua thôi. Đó. Con bé này thì tần cái giờ này là mình cho đi theo con to phát là mình cho nó đi theo đi đuổi ầm là nó đuổi ầm luôn. Cái lứa này với hai con cọc kia là nó là một đợt chó luôn nha. Con cọc và cái săn chuột kia. Nhưng con cọc đấy là có con mẹ với lại ở nhà con mẹ nó cả lứa của nó tật đuổi ầm. Là nó rất là giỏi luôn. Như hai con này là bây giờ cũng săn chuột nó ầm rồi. Săn chuột này đuổi mèo này. Nghịch lắm. Thế mình đưa đi chơi lần nào nó cũng đòi đi theo luôn. Đấy. Một cặp rất là đẹp mà anh em không ai bắt thì kệ nó ở đấy đâu. Về sau là ai chưa gặp đúng chủ đâu. Đấy. Thời gian này là em sức khỏe của em thì cũng như kiểu bây giờ là cũng thế không được tốt lắm nên là em lúc thì em có thể có tâm trạng để nói chuyện để quay những video chú chó sang như nào để em có thể tư vấn cho anh em đò hòn nhưng mà cũng có đôi lúc là em cũng thấy mệt mỏi anh em ạ nên là em có thể quay nhiều hơn là nói chuyện. Bởi vì có nhiều cái nói như kiểu không vào được ý của anh em thì mong anh em thông cảm cho em. Có cái gì là anh em trực tiếp vào Zalo xong rồi nhắn tin qua em nhá. Còn một vài người là cứ vẫn nhắn em vẫn nhắc nhở anh em hoặc là em vẫn trả lời cho các bác rồi. Nhắn tin qua số điện thoại là em cũng không có tiền ở trong điện thoại để trả lời anh em đâu. Nên là anh em có gì thông cảm cho em nhá. Ai có nhu cầu mua trực tiếp gọi điện cho em rõ ràng hoặc là nhắn tin vào qua Zalo thì em còn trả lời ở trong cái tin nhắn này là em công việc em rất là nhiều em không có thời gian nhiều lúc em mà không vào xem cái tin nhắn rồi nhá thì mong anh em rất là thông cảm cho em gọi gọi nó đứng chó nhà mình à nó gọi nó đứng xem nào nhìn cũng áp phết nhưng mà cái con này là mát nó lại vàng mát nó đéo đỏ nhỉ. Nó là được 6 cái đôi mắt. Gọi đứng rồi nào. Tay thì cũng. Con này được mấy tuổi không? Anh gọi nó đứng rồi gọi nó đứng rồi chú gọi đứng rồi nào. Gọi nó đứng rồi nó đi lại thế nào. Con này 2 tuổi chưa? Chưa. À chó non à. Gọi nó đứng rồi nào. Sao không thấy đứng nhỉ? Lông lá nó không phải chê đâu anh Trường ạ, lông lá đuôi nó cũng đẹp. Con này được 6 mấy cái bộ đầu với mắt.
Con này nếu mà đi vào rừng là đi tốt đấy. Đuôi nó cũng đuôi kiểu này cũng được. Con này nó lại quấn chữ Nhưng O. mà con này lại đầu nó không đẹp, con chó này đầu là không được đẹp. Lông lã nó là ấy không? Xấu đúng cái bộ đầu. Bộ đầu là không được đẹp. Chó đuôi kiểu này là đi rừng là săn tốt đấy anh chuyên ạ. Đa số cái con chó nhiều lúc cái đuôi này là như này là nó săn tốt. Nhưng mà con này là cái đầu là không được luôn, tuyệt đối đầu từ đầu về mũi là không được. Con này không được tiêu chuẩn. Cái thân nó thì với lại cái đuôi không phải chê. Cái lông bộ lông của nó cũng nếu mà đầu với cái mồm nó to nó nhìn con chó là giống. Nhưng mà con này là nói chung là nếu bọn em chọn về sang lợn thì không hợp mấy, nhưng mà con này là sang thú bé là được luôn. Sang ví dụ từ hiêu đến như kiểu cày cáo rồi dáng các kiểu là được. Nên bây giờ em chọn mấy cái tướng mà về sang lợn thì đầu thú với mồm là đúng rồi. Con này cũng dữ lắm à? Con này dữ lắm à? Bình thường này. Buộc nó tôi thấy con khác đi qua nó cứ nhảy. À. Cái lúc nó nhảy sợ nó đứt. Với cái lúc người đi vào ấy. Thế là có con cái to con này. Quay để đấy xong là. Có biết đuổi mèo không? Mèo, mèo có khó giáo bò gần. À, đuổi ác lắm à? Nó đàm đàm này nó nghe thấy tiếng mèo bắt đầu là dậy đi đuổi luôn. Mèo mà không biết nhảy lên thì nó mà ngoạm được thì chỉ có xong. À, nó chuột chuột các kiểu nó đuổi không? Đi vào ví dụ đi vào đồng vào xung quanh nhà có chuột đây, nó đuổi chuột không? Chuột thì quanh nhà thì làm gì tìm thấy nó, đêm nó mới đi. À, còn mèo là nó đuổi ác lắm à? Con này đầu giống cái kiểu con vàng này. Không, nhưng mà bây giờ anh có, nếu mà anh có ấy là anh bắt về nhà anh cho đi theo mấy con anh là được đấy, thời gian được đấy. Con này đuổi hiêu đuổi được, bây giờ ở đây mình không có lợn thì đuổi hiêu đuổi viết rồi. Chó từng cái cớ như con này sờ kiểu này nó đuổi này. Cũng cái đầu thú cũng như khi làm con vàng anh nó bám. Tại vì nhìn nó cũng đúng không hẳn to hẳn. Chó này đi rừng đi át đấy, nhìn ngay bộ tướng với lại lông lá là đi át. Đuôi nó cũng đẹp. Chứ em có một con vẹn như này, cái đuôi đúng đuôi kiểu này đó. Mẹ đi sang A lắm thôi. Đuôi này là đuôi em thích này. Em lại không thích cái đuôi mà thẳng tưng đâu, cái đuôi thẳng tưng có ít khi thấy có con giỏi lắm. Nó chỉ gọi là đẹp thôi. Con Quang ấy, con theo hơi ngồi tốt tốt cái đuôi cũng như con này này. Con to à? Cái đuôi xinh như con này. Chó sang đa số kiểu chó sang tốt là đuôi kiểu này là mới là chó sang tốt này. Con nó cái đuôi của như cái chữ O. Đúng rồi, đúng rồi. Lại như con này cái đuôi nó là đuôi bông lau, đuôi này là vào rừng là nó đi rất là tốt luôn. Lông lá nó như này đẹp lắm rồi nhưng mà cái bộ đầu thì con chó này nó khó khó đấy. Con này lưới đốn vằn vằn đấy, đúng không? Vằn vằn giống kiểu gần gần giống như hổ. À, đuổi mèo kinh lắm mà chú. Mèo ban ngày con đi đuổi nhiều lần lại không dám động đây. Con chó này có ủi mình ủi nó có biết không? Ủi này biết không? Chả được đi rừng bao giờ. Đã bây giờ có chó lạ thế là không nó... bây giờ ví dụ chủ mà ủi phát ném đá vào đấy ủi phát nó có biết đi không? Cái này là không được tập. À nếu không tập là con chó tập nó khó đó anh Truyền ạ. Cái con bé của anh đa số bạn cháu đi mua nhiều á, nếu mà mua chó người Mông nhá, kể cả chó ngu đến mấy nó ở nhà mình ủi phát ném đá vào đầu nó biết, nhưng mà mình cứ mua chó người Tày người Kinh là về người ta nuôi như kiểu nuôi trong nhà này người ta không ủi bao giờ, ở nhà kể cả ở nhà người ta không ủi bao giờ nó không biết. Con này cái biết đấy anh Chuyên ạ. Biết đấy anh ném đá vào nó biết mà. Kìa. Kìa nó biết đấy. Đây này này. Anh ném đá vào con này biết đấy. Con này chắc là biết, con này chó nhìn khôn đó, anh ném đá vào. Kìa. Con này biết. Con này biết, con này anh ủi phát này này nó. Anh ủi anh ném đá này nó biết rồi. Ném đá này nó biết này. Con bé của anh. Chó kể cả ngu ở nhà mình cứ giả vờ ủi mình ném vào đá vào búi giận ấy, nó biết chạy đi là nó mới về sau nó mới khôn được. Nó phải thấy con khác con này biết đấy, con này nếu mà cho luyện một vài ngày nữa là biết ngay. Con này anh bác về sang hiêu là sang ok luôn anh Chuyên ạ. Cái màu lông của nó nhìn nét ấy nhỉ. Biết rồi mà, nó biết đấy. Kìa. Cái kiểu nó.
Có con ủi như này nó không biết cái gì luôn, nó ủi nó cứ như kiểu còn không nghe thấy gì đấy. Nó như này là nó biết, như này mình chỉ cần mang vào siêu tần một vài ngày là. Kìa. Ô bia mà ủi nó. Chưa quen. Đúng rồi. Ủi phát là nó biết, con này là biết rồi, nó biết rồi. Anh chưa chuyển thấy ủi cơ căng hơn rồi. Nó mấy hôm mưa mát bảo đi nhờ người về hộ thiến mẹ cái ai đi. Ôi thiến đi là xong. Tôi nhớ được thiến xích vào chú ạ. Được không, mình không thả, mình thả lung tung, chó được bất kỳ con nào không thấy đâu. Xích xích vào, mình xích vào đến trong nhà, mình chỉ thả nó đi ỉa đáy một lần một tí rồi. Xong quê nhà này này, ngày mình lười cho nó ỉa đấy, mình cứ bộ vào gốc cây này, kể mẹ nó ỉa, mình nó thả cả. Thả nó để đi với cái. Nó biết mà, con này biết mà, ủi phát là nó chạy này, nó biết. Ở một lúc này nó không quen luôn nha. Trước có con mà biết sẵn, cứ ai mình không đi được ấy, thì người ta đến người ta hỏi cháu nó một câu và đi tìm thịt đi. Là nó đi luôn. Nhưng mà hôm nay đi tối này đến tối mà không thấy nó về thì chắc chắn là người ta bán được thịt. À, à mà nó về là họ không bán được. Cho nó ăn rồi coi như là ít nhiều và cho một miếng bằng này là. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đưa các bác vào xem một chú chó màu trắng này. Vào xem chủ không thấy ở nhà. Mình vào xem nó đẹp như nào nhá anh em nhá. Thấy đẹp hết. Nó hiền đây. Chủ không biết đi đâu. Con này đẹp hơn con kia anh trưởng ạ. Đẹp hơn con kia. Ờ huỳnh đề, nhưng mà kệ, bây giờ huỳnh đề nó không vấn đề đâu. Con này đẹp. Huỳnh đề kiểu này có người còn tìm cái loại hai huỳnh đề hai móng như này đấy. Ô con chó này hiền đâu nhỉ? À con này sang dáng à? À. À. Tuổi nó về có được sang cày không nhỉ? Được cày cáo rồi. Ừ. Mà nó đẹp mà, con này mát đẹp lắm. Chó này đấy, bây giờ anh cứ gọi bất kỳ con chó nào sang lợn cái đuôi nó như này này. Chứ cái con này của em thấy cái ông chú ở trên live show nó nói là em mới tin. Nó bảo con nào mà loại chó nào nó máu sang lợn lè cái đuôi nó gọi lúc nào là nó lăn. Nó lăn mạnh lắm, nó lăn như con này này. Đấy 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 đấy. Con này nó thả đi á, khắp ở cái phía trận, cái cầu bốc cùng kia. Đấy 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 đấy. Con nào cắn nó lại đâu, nhìn thế này đâu. Nếu mà lợn là con này đuổi 100% luôn anh ạ. Đuôi kiểu này này. Hôm nọ ông chú ở Lai Châu nó chuyên tuyển chó sang lợn, nó nói là em mới để ý đến cái đuôi. Nó cắn nhà cái con tài rách kia kìa này. Con này không phải đơn giản lắm, nó cứ thả đi cắn nhau ác lắm. Con nói chứng kiến rồi mà. Mát đẹp lắm. Của ông chủ nó ở nhà làm đôi này cũng đẹp này, đôi này đôi chữ O nhỉ. Anh còn định lấy con chó cái xuống để nó phối nhưng mà chắc nó có chó phối không? Xong chó, ui phối đi. Con này khả năng nếu đuổi thú từ cày cáo đuổi lợn đuổi hiệu khả năng con này làm. Con này đi tốt đấy. Ở mấy nhà bên này có một con mông sáng nay em thấy chạy áp phát đầu thủ đẹp phết, nhưng mà nó cũng như kiểu chó hình đề nhưng mà con đấy to. Ở chỗ ngã ba này này, nếu mà của nhà nào. Ô con này giấy như này là đĩa này. Lúc đầu nó la la đuổi. Có chủ nó nhảy ầm ầm ấy. Chủ nó nhảy phải không? Đẹp lắm nha anh em nha. Ai có nhu cầu là cứ liên hệ qua cho mình. Con này là theo ông anh nói là chó nó nếu mà về thú to nó chưa va chạm, nhưng mà cày cáo các kiểu là nó đuổi rất là ok luôn. Còn về thú to để ở đây là chủ này là người ta không hay mang đi. Còn ai muốn mang về tật để sang thú to ấy thì ới cho mình nhá. Xong để mình tham khảo về giá cả xem chủ có nhường lại cho không. Đấy đó. Ờ biết anh gọi nó lại. Là la đuôi. Đấy.
chủ hôm nay là chủ không ở nhà, không biết chủ đi đâu. Chó trắng màu đẹp lắm, con này vào tầm 15-16 cân. Ê, nó biết anh mà nhỉ? Ừ, không, kiểu nó đi rừng cho anh mà. À. Quen nhà của mình không người. Anh gọi là nó lát đuôi mẹ, mít, nó mít. Còn rất nhìn thấy em là. Nó ấy mà đi theo anh nhưng ấy thôi. Vậy anh cần dây anh dắt được đấy. Không có chủ gì, bố mẹ cũng cho là. Ừ. Anh cần dây dắt là nó đi theo anh luôn đấy. Con này được cái đầu thú cũng được nhỉ. Ừ. Nhìn này, con kia nhiều, chú không nhận đâu. Đầu thú nó nhìn đẹp. Cái con chó này cái bụng nó hết. Chó như này là chủ khó đấy, vào rừng là chủ khó đấy. Ở lưng là chắc bị con khác cắn ở đuôi à. Cắn nhau cái tai này. Con này đi rừng đi ác mà nhưng con luôn. Còn mình đi tuyển chó sang thì mình chủ không ở nhà, mình cũng không có thời gian để mang vào rừng để săn chuột cho anh em nhá các bác nhá. Ai nhu cầu mua là cứ xem trực tiếp như này, xong là cần thiết những cái video, ví dụ như anh em cần những cái con video mà nó sang thú to mà nó cắn heo ấy, thì loại là chuyên môn là người ta quay được video rõ rồi thì em sẽ gửi những video ngắn, còn những cái video mà em mang để vào săn chuột thì thời gian của em nó rất là ít luôn anh em nhé. Ai cảm thấy tin tưởng thì mua đâu, còn không tin tưởng với lại ấy thì vào kênh khác để theo dõi những video mà họ mang đi tép săn chuột nhá, săn chuột săn chi nhá. Ừ. Còn vừa rồi là cũng có vị khách đang hỏi là chó con nào cũng gọi rẻ nhưng mà nó 4-5 triệu và anh em thích những con rẻ hơn em có, nhưng mà thậm chí anh em toàn nhu cầu những con đẹp mà giá rẻ rẻ là không bao giờ có được các bác nha. Đó, còn con rẻ là em vẫn có cái con tầm cái cỡ 2 triệu đủ loại để cho anh em. Anh em thích hay không đâu. Ở video của em ngắt lại tại đây nhá. Anh nhớ không, có nhớ không? Dắt hết đi chỗ này. Dắt hết đi chỗ này đến chỗ nọ. Mày chưa tắm à? Hello, nhà rồng đó. Ô, chậu vô kia, chậu cấu, chậu na nè. Nó dễ tụi ô ở chậu rồng đó. Tuy nhiên, cho rồng phụ trọc cú nè. Để tao lịp lâu với chồng đó. Tuy nhiên, tụi ô ở chậu bùa rồng. Chậu xì xuân đây thì xì mật tí rồng nè. Được à? Anh em nha, chó con này. Đấy, hai con là chó đẹp. Vàng bé tí mát đẹp lắm anh em ạ. Khó. Vàng này nếu mà anh em mà ấy thì như anh em mà chú khó mang về sang thì vàng này là nhanh nhẹ nha anh em nha. Ông nó chỉ giờ cho ông mê ở nhìn nhà chồng này nè. Chị tu. Xong rồi nó nè. Chó này rất là dễ quen đâu. Mình vào đây mình đưa đi rừng đi luôn anh em ạ. Dễ quen lắm. Mẹ là mẹ đa đàng luôn nha. Đấy, đi rồi. Đấy.
đường này đi đi thành đường hết nhá anh em nha, chạy thành đường hết luôn. Em bé là bắt đầu tật rồi nhá. Chủ này là rất là thích siêu tần chó luôn. Hàng đuổi cực kỳ luôn anh em ạ, đàn chó này ấy. Mà vừa rồi em bắt đi con cái màu vàng đi là đi sang rất là lì luôn nha anh em nha. Về cầy thì sang lì cực kỳ luôn. Đấy, về là chủ cũng điện về là sang cầy rất là ok luôn. Sang cầy khỏi phải nghĩ luôn. Đóng cái tông dòng của nó sang thì anh em hết ý luôn nhá. Con vàng kia là đôi nó cũng thuộc về chó rất là đẹp. Đấy, muối là vắt xuống đất luôn. Còn mấy con này là còn con đem với lại con mẹ già này là hai con này còn dài còn giỏi hơn nữa cơ. Đó. Em chỉ đăng lên video lên, ai có nhu cầu con nào là em trực tiếp em liên hệ qua cho em. Còn nhiều anh em không mua được chó của em hầu như là thấy rất là ghét em rồi các bác ạ. Thấy cực kỳ ghét em rồi. Đó. Các bác muốn mua chó rẻ thì em vẫn có chó rẻ, nhưng mà các bác đòi mua chó đẹp mà nó cao tiền ấy, chó đẹp mà nó cao tiền rồi thì các bác lại không mua được thì lại bực em, lại chửi em. Thì nếu mà các bác cần thiết mua thì cứ lên nhà em, em đưa các bác vào bản trực tiếp luôn mua nha. Cứ lên nhà em đi mua một chuyến là biết, có khi đưa 2 triệu một chuyến mà không muốn đi anh em ạ. Đó, đi chuyến mấy triệu tiền chi phí, không phải đơn giản đâu, có phải mình cứ vào bản là tuyển chó là được đâu anh em nhá. Đó, nếu mà ai mà ăn cơm để đi bắt chó về để làm công từ thiện cho anh em thì phải người giàu có mới làm được. Em thậm chí mà nhà ở mà em không có, các bác phải thông cảm nhá. Em chỉ nói những người mà còn những anh em quen biết mà xưa đến nay ủng hộ em là em rất cảm ơn. Còn những anh em mà hỏi về chó thì cũng rất là khôn, khôn cực kỳ luôn. Muốn mua chó rẻ tiền mà mua chó đẹp thì không mua được, sau đó không mua được lại thấy ấy. Cũng có một vài đối tượng thôi, toàn là đối tượng khôn nhất nhá, cũng không phải là tất cả đâu. Đó, còn mấy những thợ này là có khi cả đời là cũng không dình được một con chó nào giỏi. Bởi vì mình gửi con chó rẻ tiền thì anh em lại đòi con đắt. Bây giờ đòi con đắt thì lại đòi thích con đắt. Con đắt thì kêu đắt thì lại kêu đắt quá. Chó này là không phải là em làm ra. Bé này em toàn đi bắt đi lấy của họ, chứ còn của em làm ra thì em cũng thể không bao giờ cung cấp được nhiều chó này để cho anh em. Ui. Bé này nó cũng biết đi à. Đấy. Nhà rồng đó lên từ nhẹ gió áo à trong cái chạy hú cho cú áo chuẩn mua là mua đó, chuẩn mua mà cũng mua cờ lên đó thì chỉ mà mọi chuyện đây giờ là một chỗ thì sẽ thật đấy là cho ông thích tiền rồng là hú cho cú đó. Cho nó chỉ nhờ họ chỉ tôi cho một chút chợ tiền lo. Ta chỉ áo mà nhập hình gì mà lỡ cũng chỉ mua nó đấy. Đang bắt mùi nè. Nó đang bắt tìm mùi ẩm nên chẳng không có mùi nè. Tiếng hơi rất là tốt luôn con vàng ấy. Trước kia là chúng đang đòi bán con vàng đấy anh em nhé. Nhưng về do là anh em cứ chê đi chê lại không bắt được, về sau là chủ lại đuổi ý không bán, mình đã bắt con cái rồi thì lại để lại con đực vào đó. Mà có thể là sau này giả được những cái giá cao hơn thì chủ cũng có thể nhượng lại cho này, bé này khoang bé này bắt đầu đi ạ. Mùi đó, sủa tốt này.
Em này có thể là nếu mà về cái tướng với cái đuôi như này, sau này là đuổi đuổi thì đuổi hiêu, đuổi viết nhím các kiểu là có khi cũng hết ý luôn. Nhìn em bé tí này thấy đằng to đi là nó biết đi nhá. Đó. Ui ui. Ui ui ui. Đây. Tớ sang từ nhỏ. Em vàng là một em rất là chịu khó. Sủa nhiều nhá, tiếng sủa nó rất là nhiều luôn. Sụ sụ sụ. Sụ. Sụ 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 sụ. 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 Chuột này là dáng vào đây ba hai ba lần hơi vào theo cái tả ly này rất là chuột. Sụp 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 mẹ này ba hơi rất là thân nha. Nhìn này này, ba hơi sát đất luôn. À, mình đều có chó sang giáng sang cầy nhá, sang cầy đủ các loại chú. Mà có cả chú chó sang sư dương với sang hoáng nhá. Đầu đàng luôn. Đảm bảo với anh em nếu mà gặp phải sư dương, ở đâu có sư dương anh em trực tiếp liên hệ qua cho em, sư dương sang này. Hàng đầu luôn nhá. Đuổi không lì là em không lấy tiền anh em ạ. Đó. Đuổi không lì là em không lấy tiền anh em. Là anh em mà ai có nhu cầu rồi thì cứ liên hệ qua cho em sớm nhé. Trực tiếp liên hệ qua cho em để em gửi những video tiếp theo để cho anh em theo dõi nhé. Em đều có chó rẻ chó đắt nha, nhưng mà anh em chó rẻ là anh em phải chấp nhận những con chó mà tật, hoặc là chó tật, hoặc là chó nó hơi xấu một chút. Và anh em đòi đầu thủ đẹp mà tướng má nó đẹp thì chắc cũng không đánh lừa mà anh em bắt rẻ đâu anh em nhé. Mình mua bình thường một con như này là của họ cũng bán là vài triệu rồi, nhưng mình bắt cực kỳ rẻ để cho anh em thì chắc là không bắt được đâu nha các bác nha. Đó. Còn anh em có rất nhiều người gửi các bạn về hỏi, nhưng mà trong khi đó là hỏi chó thì mình thấy cảm thấy là không không muốn mua, chỉ gọi là muốn tham khảo thôi. Còn các bác tham khảo thì các bác trực tiếp liên hệ qua số điện thoại hoặc là hỏi em có thể trả lời tư vấn cho anh em rõ hơn. Đó. Còn ai đã thực sự mua rồi thì có thể gửi các bạn nha để hỏi những chú chó tần cái cỡ tiền như nào thì em biết trả lời cho anh em. Video của em hôm nay em ngắt lại tại đây nha. Em xin chào tất cả các bác nha. Đại ca nha. Đại ca giỏi nhất này. Em đá ông phát là chui xuống đây luôn. Đó. Đây, đầu đẳng. Ui phát là bé phi ầm luôn. Ôi giời ơi. Bao nhiêu khay gạ là không gạ được đấy nhá. Bây giờ mẹ chủ đổi ý luôn rồi, không bán nữa cơ. Còn em này là ai nhu cầu thì cứ ới nhá. Chạy tốc độ nhanh nhẹ. Là hàng lợn cực kỳ luôn anh em nhé. Đó. Con có đánh được con gì không Thái? Hả? Có đánh được con gì không? Đi bấy cái chuột đây. Không được à?
Đây đại ca này này. Sang chuột sang cây âm luôn. Cọc này chủ khó là lông của nó là lông ấy hơn nhá. Lông nó là lông khô hơn và nó chủ khó mò hơn. Rồi. Chuẩn bị thay lông hết rồi.